trước đây tôn giáo là giáo học lên lớp đặc biệt là phật giáo phật giáo truyền tới trung quốc tự viện am đường là trường học chẳng phải là miếu thờ miếu là nơi cúng tế quỷ thần phật giáo gọi là tự mọi người hãy hiểu nguồn gốc của tự là gì cơ quan làm việc của chính phủ trực tiếp cai quản bởi hoàng thượng được gọi là tự tự có địa vị cao nhất trong các cơ quan làm việc của chính phủ lại còn được vĩnh viễn thiết lập chẳng thể thay đổi nếu quý vị có dịp đến thăm cố cung tại bắc kinh sẽ thấy trong cố cung có chính tự Tức chính cơ sở làm việc Treo biển đề bên ngoài Cho biết đó là Cơ cấu trong nôm việc gì Những cơ quan công quyền Thuộc về tể tướng gọi là bộ Bộ có thể dẹp đi hay thay đổi Có thể tăng thêm Tức là lập thêm Mà cũng có thể phế trừ nhưng tự thì không thể Tự được thiết lập vĩnh cửu Bởi lẽ Phật giáo truyền đến Trung Quốc Được đế vương tôn trọng như vậy Nên gọi cơ cấu ấy là tự Vì thế dưới hoàng đế có 10 tự Cũng viên mãn Trước kia là chính tự Thêm vào Phật tự trở thành 10 tự Viên mãn Hoàng thượng dẫn đầu Dân chúng tôn kính hoàng thượng cho nên giáo dục của phật giáo phổ cập nhanh hơn nho và đạo khắp mọi nơi trên cả nước đều có ảnh hưởng rất lớn trong tự luôn luôn là giáo học thích ca mâu ni phật dạy suốt một đời vì thế những người xuất gia trong chùa chiền có đức hạnh có học vấn thật sự dạy dạy ai quá nữa là người đọc sách bởi lẽ trước kia không có trường học quốc gia chẳng lập trường học trường học rất ít những kẻ thích đọc sách đến đâu đến chùa miếu quý vị thấy trung quốc trải các đời bao nhiêu trạng nguyên tể tướng toàn là học hành trong chùa miếu mọi người đều biết phạm trọng im ông ta là điển hình học ở đâu trong chùa miếu chùa miếu bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia học khá rồi bèn đi thi thi cử để lấy học vị trước kia học vị cấp huyện là tú tài ở tỉnh là cử nhân Thi ở Trung ương gọi là điện thí Thi đậu sẽ có học vị tiến sĩ Giống như tiến sĩ, thạc sĩ và học sĩ hiện thời Thi lấy công danh, thuở ấy gọi là công danh Công danh là học vị Danh được học vị Chính phủ bổ nhiệm quý vị phục vụ đất nước giao phó chức vụ do vậy nhà chùa là trường học các cơ cấu của nho thích đạo đều là trường học lần này tôi tham gia hoạt động của họ vì nghe những tin tức ấy lúc đó tôi nói tôn giáo nhất định phải khôi phục giáo dục thật sự có cống hiến đối với xã hội chẳng còn là mê tín làm chuyện hình thức là không được rồi chỉ có những nghi thức suông không có giáo học chắc chắn sẽ đi vào con đường diệt vong người ta không tin quý vị cầu đảo có ích lợi hay không hữu dụng nhưng người ta nói quý vị chẳng hợp khoa học là phường mê tín nhất định phải là dạy học